Trong chiều nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm kiểm tra, làm việc với Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và nhà máy X-52 Hải quân. Tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh là đơn vị được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng quan tâm, đầu tư, trang bị nhiều tàu thuyền hiện đại. Do vậy, cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần nâng cao sức mạnh của quân đội. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân cần quan tâm tạo điều kiện chăm lo tốt công tác chính sách, gia đình của cán bộ chiến sĩ tàu ngầm để bộ đội an tâm bám tàu, bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đến thăm và làm việc với nhà máy X-52, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch lưu ý, đây là đơn vị đòi hỏi hàm lượng chất xám cao, Quân chủng Hải quân cần có kế hoạch đãi ngộ hợp lý để đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của nhà máy phát huy tối đa trình độ và kinh nghiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với Quân chủng Hải quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng cần tập trung thực hiện tốt, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá trong nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức lực lượng, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Quân chủng Hải quân cần đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực người chỉ huy các cấp theo hướng sâu sát bộ đội hơn. Trong bối cảnh Quân chủng Hải quân có lực lượng đóng quân phân tán và có nhiều nhiệm vụ đặc thù.